Cha tiên sư bố, nhà đứa nào lấy gà của nhà bà thì chúng mày lòi cái mặt ra đây để nghe bà mày chửi đây. Bà mà biết đứa nào lấy gà của nhà bà nhá thì bà ném chúng mày xuống ao cho gá nó rỉa, xong rồi bà lôi lên bờ cho chó nó ỉa vào mặt, nghe chưa? Hả lúc mất dây. Mình ơi! Cái gì? Chúng mày ơi! Cái gì? Có chuyện gì mà mình vui thế? Vui cái gì mà vui, vui thích vui không mà vui. Tôi đang phải chửi vào mặt chúng nó nhá, để họ hàng hang hốc nhà nó, ông bà cố nội của chúng nó có nằm ở dưới mồ rồi còn phải đào mồ lên mà chết nhục luôn nhá. Điên quá không thể chịu được. Có chuyện gì mà tự dưng mình nó ra đây kêu la chu chéo ầm ĩ hết cả lên? Mất gà rồi. Ba ngày hôm nay hôm nào cũng mất gà rồi. Tôi rình hôm nay tôi cho con gà nó ăn, tôi chỉ mới vào trong bếp tôi bắc cái nồi cơm lên thôi mà quăng một cái chúng nó mất gà rồi. Điên thế cái chứ lại, chửi từ nãy giờ không đứa nào thấy nhục mặt à? Hả? Mà nó chửi từ sáng đến giờ, thế có ai mang gà sang đây giả mình chưa? Chưa. Thế thì mợ nó chửi tiếp đi nhá. Được rồi, đã thế nhá. Ba mày chửi tiếp cho chúng mày nghe nhá. Chúng mày banh cái lỗ nhí, chúng mày banh cái lỗ tai. Này, nhà mình mất gà chứ không phải là có chuyện hỷ sự đâu mà thích cợt nhả, mà thích vui đùa như thế nhá. Vấn đề không phải là cợt nhả. Thế là cái gì? Vấn đề nó là con gà mất thì nó cũng mất rồi. À, bây giờ mình chửi người ta từ sáng đến giờ có ai mang gà trả cho mình đâu, cũng có giải quyết được cái vấn đề gì đâu. Nói thì hay lắm. Tôi nói cho mình biết nhá, ba ngày hôm nay nó bắt mất ba con gà mái nhà mình rồi, còn duy nhất một con gà mái hôm nay nó cũng mang đi nốt nhá. Nhà chỉ còn toàn gà trống thôi nhá. Hôm nay mà không tìm được con gà mái đấy về thì từ ngày mai không có trứng mà ăn đâu. Tôi nói cho mình biết là như thế nhá. Này, ôi trời, mất gà chứ không phải nhà có tang đâu mà khóc lóc thảm thiết như thế hả? Nhưng mà tôi thương. Thương cái gì? Tôi thương mấy chú gà trống. Ôi trời ơi, là rồi thôi. Mất gà mái mà lên thương gà trống là thế nào? Ôi trời ơi, sao trần đời tôi lấy được cái thằng chồng nó ngu, ngu thế là ngu chứ lì. Mất gà mái thì chả thương gà trống à? Sao lại thương gà trống? Gà mái mất đi rồi thì gà trống biết đạp ai? Bây giờ nhá, mình vào từng nhà, từng hang, từng hốc, từng ngõ, từng ngách nhà chúng nó xem con gà nhà mình đang ở nhà nào, thì tôi sang tôi xới mả tổ nhà chúng nó lên. Được. Được chưa? Yên tâm. Đi. Tôi đi. Ui ôi. Mình cầm một tô cái cuốc. Mơ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, ra đây ngồi. Rồi tôi kể chuyện con gà cho. Bình tĩnh, không việc gì phải chu chéo lên cả. Để cho con trong nhà, cho con nó ngu. Ngu cái gì? Cho con ngu. Ngu cái gì? Ngu. Ngu cái gì mà ngu? Khổ quá, không phải là ngu mà là cho con ngu. Thì nói tóm lại là gà đâu? Gà đây, để tôi kể chuyện về con gà. Ở gốc đa ngoài đầu làng nhà mình, con gái của lão còi ngồi nói chuyện với bọn trẻ con, nó khoe là nhà nó mấy hôm nay ngày nào cũng được ăn thịt gà. Ngày nào cũng ăn thịt gà. Ừ. Ngày nào cũng ăn thịt gà mà vừa sinh mấy ngày hôm nay nhà mình mất gà. Nhà nó thì nghèo rớt mùng tơi ra như thế, lấy đâu ra tiền mà mua gà mấy ngày hôm nay? Đúng. Chỉ có thể là nhà lão tèo. Để đấy, tôi thì sang tôi đào cả mặt tổ cho nó lên. Con ngồi chú đã. Mà nó bình tĩnh. Bình tĩnh đã. Đấy là thông tin mình mới nghe thôi. Chứ mình có biết là nhà lão còi ăn gà của ai đâu. Nhớ đâu gà người ta mang biếu thì sao? Nói thì phải biết nghĩ chứ. Hả?
Nhà lão còi chứ không phải là nhà quan nhà cậu mà nhà chúng nó mang biếu gà nhà lão còi. Chỉ có thể là nó ăn trộm gà nhà mình thôi. Bây giờ đi sang nhà lão còi. Đi. Được. Này, bà biết đứa nào ăn gà của nhà bà rồi nhá. Thế đây là khôn hồn ý nôn gà của nhà bà mày ra đây. Nếu không á, bà chửi cả họ, cả hàng, cả hang, cả hốc nhà mày nhá. Nhà mày ăn gà của bà ấy thì lông lá tóc tai nhà mày rụng sạch. Bà gom thành chổi bà quét hố xí nghe rõ chưa? Bà nói cho chúng mày biết nhá, chẳng qua bà là người rộng lượng từ bi nên là chúng mày khôn hồn nôn con gà của bà ra đây. Nếu không thì bà rủa cả họ nhà chúng mày. Đêm ngủ mơ thấy ma mà ngày ngủ mơ thấy quỷ, chúng nó móc mắt mày ra nghe rõ chưa? Này, cả họ nhà chúng mày bị điếc hay sao mà từ hôm qua đến giờ bà chửi không đứa nào banh cái lỗ tai. Thôi, mình ơi. Không chửi nhà bác ấy nữa. Không chửi cái gì mà chửi. Tôi phải chửi cho khi nào nôn ra con gà thì thôi nhá. Để thôi, đấy, để bỏ ra. Thôi, con mình vừa là cứu cái kia. Cứu cái gì? Nó đang ở nhà cứu cái gì? Để đấy. Con mình đi chơi đuối nước ở kia. May mà nhờ bác coi, bác ấy cứu con nhà mình kia. Sao lại cứu con nhà mình là sao? Thôi, bây giờ đi về xem con nó thế nào. Ôi, đi nhưng thôi. Nhưng mà, ôi kìa. Ôi, con ơi. Nói đi. Nói gì? Nói gì thì nói. Bình thường mơ vẫn nói, hôm nay bảo tôi nói, biết nói gì. Chả là cái tích sự gì. Bác còi ơi. Em chào bác ạ. Chào bác. Cô chú là... Dạ, ôi bác, vợ chồng Mùi nhà em ở ngay hàng xóm nhà bác đây. Tôi nhận ra rồi. Dạ. Sang đây có việc gì? Dạ, thật ra là hôm nay bọn em muốn đến đây cảm ơn bác. Hả? Vâng. Tôi có làm ơn cho ai cái gì đâu. Bác ấy cứ khiêm tốn quá. Hôm trước nếu không nhờ bác cứu thằng con trai em thì giờ này không biết trông nó như thế nào rồi ạ. Dạ. Cái thằng rơi xuống cống đầm đấy á? Dạ vâng ạ, là thằng nhà em đấy ạ. Thằng cu cò nhà cô chú à? Dạ vâng ạ. Ồ, dạo này nó lớn quá tôi không nhận ra. Dạ. Nhưng mà có gì đâu phải cảm ơn. Ai trong hoàn cảnh đấy cũng vậy thôi. Ôi. Ừ, thấy trẻ con nó rơi xuống thì mình phải băng mình xuống cứu nó lên. Nên lần sau trông con cho nó cẩn thận. Dạ vâng. Thì chú... Tôi tuổi cao rồi. Sau hôm đấy về thì nó cũng có cảm xúc một chút. Dạ, nhưng mà sẽ qua thôi, không phải ơn huệ gì đâu. Thôi bác, cô chú về đi, tôi không nhận đâu. Thôi bác làm thế nhà em ngại lắm ạ. Không, tôi không nhận. Thôi bác ơi, thú thật là chả giấu gì bác, hôm nay nhà em có con gà với nải chuối muốn mang sang để cúng bác ạ. Cô chú. Không, ý của em là muốn mang sang để cho bác bồi bổ sức khỏe ạ. Sức khỏe tôi á còn hoành tráng lắm. Vâng. Thế này. Dạ. Thôi tôi cũng nhận. Nhưng mà để đến khi nào tôi quỳ tiền về với các cụ thì tôi nhận. Chứ con gà này chuối ghê chết đi được. Thôi bác, bác đừng có trêu bọn em như vậy ạ. Bác cứ nhận cho nhà em vui. Chuối thì nhà em thấy bác... Cái gì? Chuối thì nhà em thấy bác đầy vườn rồi. Thế nhưng mà gà thì... Bác cứ nấu bát cháo, bác ăn cho cháu nó cũng ăn nữa. Tôi không khách khí gì đâu. Chuối thì tôi xin. Nhưng mà gà là cương quyết là tôi không nhận. Sao vậy bác? Nhà tôi bữa nào cũng ăn cơm gà. Sáng cơm gà, tối cơm gà. Cho nên là tôi không nhận. À, nhà bác ngày nào cũng ăn cơm gà. À, vâng. À, tiện thì cũng mời cô chú ở lại xơi cơm gà với nhà tôi. Dạ vâng ạ. Thắm ơi. Dạ. Có cơm chưa con? Rồi ạ. Ừ, bê lên đây con. Vâng ạ. Con chào cô, con chào chú ạ. Con gái bác ạ. Này, thế nhà mình ngày nào cũng ăn gà con? Dạ vâng ạ. Gà nhà con bữa nào cũng ăn, gắp một miếng gà, chấm một tí muối,
và một miếng cơm. Thế là cơm gà à? Con để cơm trên đây. Ô thế, thế là hai bố con ăn gà đất đấy ạ? Dạ vâng ạ. Thế thì bác bỏ qua lỗi cho nhà em ạ. Đảo gói cho nó cẩn thận nhá. Sắp mùa mưa bão rồi đấy. Nhà rột là đừng có trách. Em đảo xong rồi này. Mình vào trong nhà xem nó có thủng chỗ nào không rồi còn đảo tiếp. Xuống mà xem. Xem rột chỗ nào thì lên đảo tiếp. Vâng. Tí nữa em xong em xuống em nhìn. Ôi. À, con đây à? Bố ạ. Ừ. Bố sang chơi ạ. Ừ. Dạ. Thôi, này. Sáng sớm sao rượu chè này. Quá bây giờ đến mùa mưa bão không có cái gì đâu mà làm. Ở nhà uống rượu đấy còn gì nữa. Cứ bảnh mắt ra thì đã uống rượu rồi. Mất phải ra đồng đi làm đi chứ. Sức dài vai rộng như thế này. Thế vợ con đâu? Đấy, đang vắt vẻo kìa. Bố ơi, con đây bố ơi. Ôi trời ơi. Này. Dạ. Thế tại sao mày bắt vợ mày trèo lên mái nhà thế hả? Mày đàn ông đàn ông sức dài vai rộng. Xong leo lên mà lập để cho vợ mày nhỡ nó ngã làm nào. Ôi trời ơi, con bắt nó leo suốt ngày, ngã thế nào được. Ôi tôi chết rồi. Ôi giời, chồng với cái kiểu này. Quá, bố ơi, thế con hỏi bố nhá. Ờ. Vợ con ấy, nó là trống hay là mái? Nó là mái chứ, trống là trống nào? Thế, cái mái thì nó phải leo lên mái chứ còn gì nữa. Mình đàn ông con trai, mình là trụ cột của gia đình. Mà cột thì nó là phải ở dưới. Mấy cái điều quan trọng hơn ấy. Con bảo bố nhá. Bây giờ bố bảo con gái bố đi, xuống đây uống rượu thay con. Do con lên lợp cho. Mày nói được đấy. À con ơi, dạ. Bố quên mất. Này, cái con bò nó buộc ở ngoài kia kìa. Nó đang khát nước quá. Con giúp bố mang nó một xô nước nhá. Và một cái xô rượu mang cho nó uống ấy. Giúp bố ấy, đi. Mang một xô nước và một xô rượu. Ừ. Vâng. Thật trường nên nó đang khát thì. Ôi dồi ôi, con ơi. Con ấy xuống cái xô nước ngã bây giờ. Ôi dồi. Ôi, vâng ạ. Con cứ đi vào nhà đi, để bố xử lý. Con à? Dạ. Dạ. Thế con bò nó uống chưa hả con? Uống rồi. Nó uống nước hay uống rượu? Bò ngu gì nó uống rượu. Nó phải uống nước chứ. Không những con bò khôn thật. Nó biết uống nước mà con lại uống rượu. Có nghĩa là con còn ngu hơn con bò. Sức dài vai rộng. Sáng bảnh mắt là chả chịu đi làm thì cứ ở nhà để uống rượu thôi. Tôi sang sông mà bẻ ngô đi. Vài hôm nữa là mưa bão rồi lại hỏng hết rồi không thu hoạch được đâu. Vâng. Con đi. Ừ. Ôi trời, có ông con rể thế này chết. Thôi con ạ. À, các cụ bảo rồi. Vì chàng thì thiếp phải bưng mâm, ngẫm như mình thiếp thì bốc thầm cũng xong. Đã lấy chồng thì phải theo nhà chồng. Gắng mà chịu con à. Đây, bố có mấy đồng, bố cho con. Cất đi mà làm vốn con nhé. Con xin ạ. Bố về. Ơ, à, bố. Ê, vào cơm nước đi con gì nữa. Vâng. Ơ, bố. Bố về chơi đã ở lại làm gì? Con đây. Dạ. Bố tưởng con... sang sông để bẻ ngô cơ mà. Ông lấy đò hôm nay ông bị ốm. Chả ai đưa con sang sông. Ôi, còn thế nữa. Ông bị ốm thì con phải tự bơi sang chứ. Con không biết bơi. Cái gì? Dân sông nước còn không biết bơi. Này con ơi. Dạ. Con chó nó còn biết bơi đấy. Như thế là con này không bằng con chó. Đúng không? Vâng. Ừ. Bố ơi. Ừ. Thế bố có biết bơi không bố? Ôi hay nhỉ. Hỏi thế mà cũng hỏi. Bố mày nhá, bơi giỏi nhất cả hai cái làng bên sông luôn. À thế ạ. Ờ. À. Thế là bố biết bơi ạ. Ừ. Thế thì bố chỉ bằng con chó. Cậu đi cẩn thận vào. Ngã cậu ra đây ấy, chúng mày cứ liệu hồn đấy. Ui, ui, ui.
nhặt dép cho cậu nhanh lên. Ôi giời ơi, mày đi cẩn thận nào. Sao thế? Ôi giời ơi, cái áo có làm tao không? Ôi, mày quá, nó không rách. Mày mà làm rách áo tao thì bán cả nhà mày đi cũng không đền nổi đâu. Mày có biết cái áo của tao làm cái gì không? Con không ạ. Áo của tao ấy là may bằng lụa đấy. Ô, cậu ơi, cậu đem cô lụa nhồi vào áo ạ? Nhồi cái đầu mày. Mà tại sao nhá, thầy tao lại có thể nuôi cơm nuôi gạo chúng mày được? Đúng là hai thằng đần. Thì bọn con đần, bọn con ngu, bọn con mới làm thuê cho nhà cậu chứ. Bọn con mà thông minh ấy, bọn con làm cậu rồi. Chỉ được cái là giỏi đây. Thôi đi, đứng lên. Cậu ơi, ai trông giống được cậu Quỳnh với lại cô Mây đang tình tứ ở gốc cây cậu ạ? Anh giống cái gì mà giống? Chính là chúng nó chứ còn giống cái gì mà giống hả? Trời ơi, giữa ban ngày ban mặt mà chúng nó lại chim chuột nhau, bại hoại gia phong ở cái làng này. Tao phải cho chúng nó một trận mới được. Nhanh lên, cõng tao ra đấy. Mày nhanh cái chân lên. Cậu ơi, cái gì? Con mệt quá, hay là cậu bảo thằng Nhạc cõng cậu được không ạ? Ôi, này, thế mày cho cậu hỏi, mày có phải cháu cậu không? Dạ, con không ạ. Thế bao giờ mày là cháu của cậu nhá, thì mày sẽ không phải cõng nữa. Mà mày nhanh cái chân lên, không nhanh cái chân ấy, nó mà chạy mất, tôi đánh tuốt xác mày ra đấy. Thế bây giờ cậu cho con hỏi cậu nhá. Thế đôi chân này là của con hay là của cậu ạ? Tất nhiên là của mày. Thì bao giờ đôi chân này là của cậu ấy thì coi mày chạy nhanh được. Ôi Đỡ cậu dậy. Thằng chết dẫm này. Ôi trời ơi, cái áo vừa mới mua của cậu. Ôi Nhạn ơi, cái áo lụa vừa mới mua của cậu. Ôi trời ơi, mày làm bẩn áo của cậu rồi. Cậu ơi, cho con xin cậu. Ôi trời ơi, mày làm bẩn áo thế này, làm sao tao gặp được cô Mây? Cái thằng chết dẫm này, ra thế nhá, tao bắt mày giặt luôn. Mày mà không giặt được, cái gì đưa tay cái gì? Tao bảo thằng Nhạc đánh tuốt xác mày. Ê, cậu ơi, con xin cậu đừng đánh con ạ. Cậu ơi, đi bỏ cái tay ra. Trời ơi, cậu ơi. Mày có giặt không? Cậu giặt. Ê, cậu ơi, cậu ơi. Cậu ơi, có cái gì? Mày có giặt cho cậu không? Không, cậu xin cậu ạ. Nhạc, đuổi bắt nó cho cậu. Thằng Duy, đứng lại. Bóp nó cho cậu. Cậu ơi, mày che cho cậu. Cái thằng mất dạy kia. Dạ? Mày đi cõng rắn cắn cả nhà hả? Cậu ơi, cậu đừng đánh con, cậu ơi. Áo cậu cường thơm quá. Đúng là áo lụa tơ tằm có khác. Con xin nhé. Cậu ơi, mình phải làm gì hả cậu? Còn làm cái gì nữa, đi về. Để ở đây người ta cười cậu à? Hả? Mày nhớ cái mặt đấy. Đi về. Cậu ơi, cậu cho con về với à? Này, bác kia, bác quần áo. Không lấy à? Dạ, con chào thầy ạ. Dạ, ôi, thầy nấu cơm rồi ạ? Sao không để con đi chợ về con nấu cho? Với lại, hôm nay có con Quỳnh có ăn cơm, thầy nấu thế này hơi ít, con chạy ù vào bếp con nấu cơm thầy nhá. Ít cái gì mà ít? Cơm mẹ con nhà mày nấu rõ lắm, ăn không hết, chó nhà không ăn hết, lại còn phải cho chó hàng xóm. Ăn uống nó phải tiết kiệm chứ. À, mà cậu Quỳnh. Dạ. Cậu là khách, cậu đến đây chắc là cậu ăn ở ngoài rồi.
chốc nữa đợi tôi ăn xong thì ngồi uống nước. Có phải không cậu Quỳnh? Dạ vâng ạ. Ui đâu rồi thì nhỉ? Dạ. Đấy, đến giờ cơm cũng thấy mặt bà ấy đâu, không biết là đi đâu nữa, thế cơ chứ. Con chào thầy. Cậu Cường đấy à? Ôi chết, cậu Quỳnh ăn ở thế nào mà đến bữa rồi thầy tôi lại không mời cậu Quỳnh vào ăn cơm thế này? Chả là cậu Quỳnh cậu là khách, cậu ăn cơm bên ngoài rồi. Lát nữa là uống nước thôi. Ê, cậu Cường sang chơi đấy à? Ôi dồi, chết. Thầy ăn uống sao đạm bạc thế này ạ? Hiểu cô Mây, cô vào lấy cho tôi mượn cái đĩa, tôi bày thịt chó ra cho thầy ăn cho nó sang mồm. Thằng này, dạ mày đi lấy cho cậu cái đĩa, đừng để cô Mây động tay động chân cái gì cả. Bày thịt chó ra mâm cho cậu. Cậu cầm lấy ạ. Còn thằng này đó, mày hạ cậu xuống chứ mày lắc lư thế này cậu chóng mặt, cậu ngất ra đây bây giờ đấy. Con cứ đợi lệnh cậu mãi thôi. Đúng đấy cậu ạ, hạ cánh thôi chứ mình có què cụt gì đâu mà phải nhờ người cõng. Cậu Cường nhỉ? Phải rồi, nhưng mà đằng này có người hầu người hạ chứ còn đâu mang tiếng như cậu Quỳnh nhiều chữ mà trên răng dưới thì mắt cá chân thế này, phải không mày? Dạ phải ạ. thôi, được rồi. Thế các cậu cứ đứng ở đây, cậu Cường chờ tôi một tí. Tôi vào tôi sắp ít đồ, ra rồi tôi với cậu Cường uống rượu nhá. Cậu Cường ngồi đi nhá. Phải thế chứ. Để con bày thịt chó ra tiếp bố vợ. Mày ngồi đây. Thịt chó nó thơm làm sao. Cậu Quỳnh ngồi xuống làm miếng mộc tồn ăn cho nó sang cái miệng lên. Cảm ơn cậu Cường, nhưng mà tôi không ăn thịt chó. Chết. Thế cậu Quỳnh này không ăn thịt chó, không ăn thịt đồng loại bao giờ. Đúng rồi, chó là bạn của người mà, tôi là bạn của chó. Chỉ có cái loại súc vật ấy thì mới quay lưng lại với cái nỗi đau của đồng loại để mà chăm sóc riêng cho cái bộ lông của mình. Cậu Cường à, Không sao. Tao là người quân tử, đâm ra tao sẽ không chấp mày. Tao sẽ chơi với mày theo phong cách quân tử. Ơi, quân tử là quân tử thế nào? Quỳnh lại bảo cậu là chó mà cậu lại không chấp. Với lại từ lúc tao mặc cái bộ áo mới này vào ấy thì tao cũng không thèm chất. Phải không chúng mày? Phải. Dạ phải. Thế thì chúng mày thử xem cái bộ áo của cậu nó như thế nào ấy nhỉ? Cái áo của cậu hơn 30 đồng, quần 50 lạng, còn cái đôi guốc dát cao su này nhé, hơn chục lạng đấy. Thế chúng mày thử nói xem trên người cậu có tổng cộng là bao nhiêu tiền? 50. Sao lại 50? Tổng là hơn 100 lạng. Mày ấy có ngổ danh để cháu của cậu. Vâng, đúng rồi. Cậu Cường thì hơn tôi về tất cả. Cái gì cậu Cường cũng có. Nhưng mà tôi nghĩ rằng có một thứ mà tôi có nhưng cậu lại không có đấy. Tao nói cho mày biết, ở trên đời này tất cả những gì xã hội có thì tao có, thậm chí là cả Mây. Nếu tao muốn, chả có gì là tao không có cả. Mày thử nói những cái gì mà tao không có xem nào. Thế cậu có dám đánh cược không? Có một thứ tôi có nhưng cậu không có đấy. Tao sợ mày chắc. Đánh cược. Thậm chí nếu như mày chỉ ra cái thứ mà tao không có, tao sẽ cho mày thêm 30 đồng. Được. Nhưng mà nếu cậu thua ấy, là cậu phải hứa với tôi từ nay về sau cậu không được giở cái trò tán tỉnh trêu ghẹo Mây đi nữa nhá. Được, quân tử nhất ngôn. Mày thử nói xem, tao không có cái gì. Mây, em lấy của anh cái áo.
cậu. Của anh ấy. Cậu có nhận ra cái áo này không? Áo của tao? Tại sao tao lại không nhận ra? Chính cái thế thằng ruồi nó là làm bẩn của tao. Đó. Chính cái áo bẩn này là thứ mà tôi có, nhưng mà cậu không có đấy. Đúng không? Thôi, tôi xin nhá. Cảm ơn cậu. Về. Ông để em chuyện đây. Mày trời ơi. Trời ơi, nó lấy mất của tao 30 đồng rồi. Như thế nào? Thế cái mặt cha nhà mày. Tất cả là tại mày. Tại mày làm bẩn áo của tao. Để tao mất áo, để bị thua. Mày đã đuổi đánh dốc sang cho cậu. Nhưng cậu làm gì sai? Này, cậu Cường. Ê, có chuyện gì thế? Tiền không ở lại ăn thịt chó à? Chó má cái gì? Của ông cả. Mày bắt cho cậu, nhanh lên. Mày. Kìa, anh cậu Cường. Lạ nhỉ. Vừa thầy con, bây giờ lại nhảy bổ mặt mình. Không ăn thì thầy ăn tết nhé. Mày không thấy bố mày nặng à? Mày cứ bảo đi ha. Đi lên nhanh. Bố đi lên. Nhanh. Nghỉ đi con ơi. Mệt quá. Cô chủ ơi, cho xin bát nước. Thối quá. Hai bố con đi. Thằng này thối thế. Thối đâu? Thơm mà. Ôi, thối ơi là thối. Hai cô thông cảm, bố con nhà cháu ơi, chở phân thuê cho nhà phu ông. Cứ giặt tiền này. Thảo nào gì? Phân thì phải thối, thối lại với phân. Ông cái thằng này. Bà ơi! Bà cái gì mà bà? Bà ơi bà làm rơi tiền này bà ơi. Ôi, bà xin nhá, bà cảm ơn. Ôi thằng này dễ thương thế nhỉ, đáng yêu thế. Bà ơi, thế không thối nữa à bà? Không. À, sao mày ngu đấy? Ngu gì? Lần sau nhặt được của rơi thì phải cất đi chứ. Nghe tao dặn nhé. Từ giờ trở đi, nhặt được cái gì của rơi, ngậm miệng im mồm, về nhà nói riêng với bố thôi, được chưa? Vâng ạ. Uống nước đi. Bố ơi. Gì? Con đói. Cô ơi, bao tiền cái bánh này cô? Bánh giò này 2 xu. 2 xu ạ? Vâng. Này ăn đi. Không ăn này đâu, con chỉ ăn kẹo thôi. Cái thằng này. Kẹo này bao tiền cái cô? Kẹo lạc này cũng 2 xu ạ. Kẹo lạc cũng 2 xu? Vâng. Ừ, thế tôi đổi cái này, lấy kẹo lạc nhé. Vâng. Ăn đi. Ngu lắm. Ăn phải ăn cái này 2 xu nó mới khỏe. Ngon không con? Ngon. Ừ. Thế thôi đi không muộn nhé. Này hai bố con gửi tiền kẹo. Tiền kẹo nào? Kẹo đây. Ồ, tôi bảo tôi mua cái này nhưng tôi đổi thành kẹo mà. Bánh vẫn còn đây thôi. Thôi đổi đi. Đi. Ra vầm Phương ạ. Hai bố con nhà cái này. Dạ. Có tí phân mà để ông chờ suốt từ sáng đến giờ. Dạ, ông thông cảm, nhà con neo người quá. Ê, chả có ai nấu cơm cả. Thế con phải nấu cơm xong thì mới mang phân cho ông được. Thôi khỏi đi. Ôi, ông ơi sao lại khỏi? Con trở đến đây rồi, con trở đến đây rồi. Ừ, biết rồi. Dạ. Nhưng mà khỏi mới mang đến nhà. Dạ vâng ạ. Mất nhiều thời gian quá. Dạ vâng. Thôi đi, hai bố con đi giải hết ruộng cho ông nhá. Ừ. Về ông gửi tiền. Ông ơi, thế ruộng nhà ông ở đâu ạ? Ô hay. Tất cả các cái ruộng này đều là của ông hết. Ui dồi, thế à? Thôi rồi, thế thì hai bố con chịu khó giải hết phần đi. Dạ vâng. Rồi về ông gửi tiền nhá. Dạ vâng, để con giải luôn.
Con đi. Chào cô nhá. Chào cô. Đến đây con. Bố ơi. Hả? Phải đi chậm thôi ông ơi. Sao con mệt đấy. Tao kéo tao còn chả mệt nữa mày. Ôi. Dạ. Con chào ông ạ. Chào ông ạ. Thế hai bố con làm việc xong chưa? Dạ bẩm ông là con làm việc xong rồi ạ. Tốt. Thối thế nhỉ? Này. Sao? Mày ngửi hộ ông xem sao nước lại thối thế nhỉ? Dạ. Đúng là thối thật ông ạ. Ôi thôi chết rồi. Nó đun nước cái kiểu gì ấy? Ông ơi, không phải nước thối đâu. Là mùi phân trên người bố con cháu đấy ạ. Cái thằng. Thôi chết rồi. Dạ. Này. Dạ. Thế mày đi rắc phân xong mày không tắm rửa đi mày đưa cả cái thân thể mày mùi thối như này sang sang để chơi đấy ạ. Dạ con xin lỗi ông ạ. Hai bố con làm bây giờ mới xong. Con dãi phân xong cái là con về thẳng đây luôn chứ đã kịp tắm rửa gì đâu ạ. À, thế là việc có tốt không? Dạ, bẩm ông là con giải hết tất cả các ruộng của ông rồi ạ. Sạch bách chỗ phân đấy ạ. Thế là được rồi. Dạ vâng. Tất cả tổng cộng nó bao nhiêu tiền? Dạ, bẩm ông là phân công là kém một hào để một đồng ạ. Sao lại đi phân công ai? Dạ, không, con không dám phân công ạ. Ý con nói là tiền phân cộng với tiền công là kém một hào thì đầy một đồng ạ. Thôi được rồi. Ông ấy cho mày cho nó tròn. Dạ vâng ạ. Cảm ơn ông ạ. Cứ làm tốt là ông sẽ thưởng. Dạ vâng ạ. Thôi, chờ ông. Thôi chờ. Sao ạ? Cái chìa khóa của ông, bố con mày có giấu không? Dạ bẩm ông, con, ông hỏi con thì con biết hỏi ai ạ. Rõ ràng từ sáng đến giờ ông chỉ tiếp xúc với hai bố con mày, mà bây giờ ông mất cái chìa khóa thì chả bố con mày giấu thì còn ai. Ôi dạ, bẩm ông oan cho bố con quá. Từ lúc gặp ông xong ấy là hai bố con ra ruộng dãi phân luôn ạ. Chứ có biết hình thù cái chìa khóa của ông như thế nào đâu ạ. Này dạ. Ông nói luôn nhá, nếu mày mà có ý định giấu chìa khóa của ông để vào đây hòng ăn cắp tiền của ông nhá, dạ, thì còn lâu nhá. Dạ, bẩm ông khôn hồn thì giả luôn. Dạ bẩm ông là hai bố con làm công ăn lương, làm thuê gốc mướn, chứ con có đâu dám nghĩ đến ăn trộm ăn cắp chìa khóa của ông đâu ạ. À, mày cố tình phải không? Dạ. Tao ở đâu rồi? Dạ. Vậy, lôi hai bố con nó ra, tẩn cho tao, dạ, nhá. Tẩn cho ông đến khi nào mà nó lòi cái chìa khóa ra. Dạ. Đưa cho bà kia. Dạ, thế bẩm ông là con có biết cái chìa khóa đâu, ông đánh con hả? Lôi ra đánh. Đi. Ông ơi, con xin ông ơi. Nghĩ cái gì? Dạ, con không nói đâu ạ. Mày nói cái gì? Bố mày còn không đủ tuổi nói gì là mày. À, đi ra ngoài kia. Bố ơi, bố đau không? Theo con thì có đau không? Chắc đau lắm ấy. Đánh thế mà không đau mới lạ chứ. Đau lắm. Ôi bố, con có chuyện muốn nói với bố. Chuyện gì con nói đi. Hôm nay con nhặt được cái chìa khóa của phụ ông làm rơi này nè. Cái gì? Con nhặt được chìa khóa của phụ ông? Vâng. Thế sao lúc phụ ông đánh bố con không nói? Ôi bố bảo là nhặt được cái gì thì im miệng, bao giờ về nhà nói cho bố mà. Ôi trời ơi, con ơi. Mày làm cái gì đấy? Các cụ bảo là muốn ăn thịt đầu gối phải bò. Thế là em bò suốt từ lúc nãy giờ nhưng mà chả có cái gì ăn. Sao mày bảo là mày thông minh lắm cơ mà. Các
cụ cũng bảo là có thực với vực được đạo, nhưng mà chưa có thực, chưa có ăn ấy thì không thông minh được. Mày có muốn có thực không? Rất muốn có thực, đói quá rồi. Mày đứng lại tao bảo. Đi vào trong bếp lấy bát tương ngay cho tao. Tao lại lấy bát tương. Lấy bát tương thì sẽ có thực. Có thực thì lấy bát tương. À đà 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 đà. Hai, con phải thầy xây cơm. Bây giờ thế này nhá. Con lấy cho thầy mấy cái nén hương ra đây. Ô, ăn cơm lấy hương làm gì hả thầy? Không phải việc của mày. Rồi ra đóng cổng vào. Khẩn trương đi. Rồi sau này rồi mày sẽ hiểu nhá. Dạ đây ạ. Một anh nhớ chai rượu tắc kè, hai anh nhớ rượu thuốc, ba rượu trắng anh cho vào trong bé. Bé 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 là bé bé bé. Công nhận này, phải nói là ở gần họ nhà cái thằng tà này, công nhận là ăn không ngon ngủ không yên. Nhưng mà không sao, vỏ quýt dày là phải có móng tay nhọn. Mình công nhận mình nghĩ ra cái mẹo này chắc là cũng không có đối thủ thông minh thế chứ đi. Mày giỏi đấy, mày cứ sang đúng bữa nữa đi. Hai anh em chúng con chào ông ạ. Dạ thưa ông, con ở cạnh cái thằng tà này cho nên là thỉnh thoảng con cũng tà. Tóm lại cả họ nhà mày từ nay giờ đi là đều tà hết đấy. Nó ngấm rồi. Ông lại ăn cơm à? Ông đang thắp hương. À. Tóm lại hai đứa chúng mày sang đây có việc gì? Dạ thưa ông, hôm nay con sang đây con chỉ muốn nói với ông đúng thôi. Suốt ngày đúng một điều là cả họ nhà ông là phải mang ơn cả họ nhà mày đúng không? Dạ thưa ông, đấy là chuyện hôm trước rồi ạ. Còn hôm nay con chỉ muốn nói với ông đúng một điều. Nhưng không phải cái điều mà ông nghĩ đâu. Là một điều khác hoàn toàn. Thế là cái điều gì? Lành hay dữ? Dạ lành ạ. Điều này đúng là một điều rất lành ạ. Thế điều lành thì con nói đi. Dạ, mày nói đi. Tương của nhà ông Tuất là... Thôi mày dặn mãi không ra. Nó cứ cãi với con, nó bảo là tương nhà ông Tuất là ngon hơn tương nhà ông. Con thì bảo là tương nhà ông ngon hơn tương nhà ông Tuất. Nhưng mà nó lại cứ... Nhà ông ông Tuất ngon hơn tương nhà ông, thơm và nó ngon hơn nhà ông đấy. Này, tương nhà cái này, cha Tuất thì tuổi gì so với tương nhà ông đấy. Ông này nói điều, ông nói nó cho mày biết nhá. Riêng tương của nhà ông nhá, là cả cái làng này ấy, nhà nào cũng phải nể nhá. Tương của ông là số 1 luôn. Đấy, mày thấy chưa? Ông đã bảo tương nhà ông là số 1 của cái làng này nhá. Không có nhà nào ngon bằng tương nhà nhá. Đúng một điều là tương nhà ông là số 1 nhá. Đúng không? Đấy, mày thấy chưa? Nhưng mà nhà ông Tuất ăn rồi. Nhà ông anh đã được ăn lâu. Tao chưa được ăn, khổ quá. Chưa được ăn thì làm sao mà biết. Ông ơi, con chưa được ăn, ông cho nó thử luôn xem nó biết thế nào là tương nhà ông nhá. Mày đã ăn tương nhà ông đâu mà mày bảo tương nhà cha Tuất ngon. Mày xem tương Tuất nào. Sao ông? Úi giời, tương cái gì mà chua như mẻ này mà mày bảo nó ngon. Hết cái con đây, con đổ, đây nhá, bắt tương nhà ông này, ăn thử đi. Ăn đi, ăn đi xem cái nào ngon hơn.
mà thơm ngon đúng không? Tương mà mày chúng mày húp không thì làm gì chả mặn. Tương là phải ăn với rau với thịt chấm mới thơm mới ngon, hiểu chưa? Mày thử cho này, rồi tí nữa mày khẳng định cho ông xem là tương nhà nào ngon. Thế nào? Thế chúng mày đã thấy tương của nhà ông ngon chưa? Sạch sẽ thế này cơ mà. Quá ngon. Đấy, mày thấy chưa? Đúng là tương của nhà ông nha, là ngon hơn nhà hàng Tuất nha. Đấy. Thế thì còn muốn nói với ông đúng một điều. Thôi. Là tương nhà ông ngon hơn nhà ông Tuất. Thế là được rồi. Cái đấy mày phải tâm phục khẩu phục chứ thì. Ông ơi, con mang bắt tương này đi đổ giả nhà ông Tuất nhá. Lấy làm cái gì nữa, chùa như mẹ. Con về không ạ? Về nhá. Đùa tương nhà ông, nhà loại tương nhà Tuất mà này để sánh với tương nhà ông. Đùa với ông thế nào được. Ôi dồi ôi, hôm nay thầy ăn nhanh thế. Ủi sạch sẽ quá, để con dọn nhá. Ăn nhanh mới ăn chậm cái gì? Thầy đã được miếng nào vào mồm đâu? Ôi dồi, tiền dư cha là cái thằng ta ấy. Bây giờ còn mỗi hương để làm cái gì? Cả họ nhà cái thằng ta. Này, mày no chưa? Mày cứ ta thế. Em ăn no rồi. Em ăn nhiều. Thế xong em ăn hết cả phần của cả tá mùi. Ngon quá. Phải nói là cái cách của anh ấy là thông minh đấy. Mày sống với người thông minh thì mày phải hiểu chứ. Nhưng mà em cũng thông minh. Bởi vì nếu không thông minh thì làm sao mà lừa được lão ấy. Vậy thì hôm nào mình lại sang nhà lão Tuất, mình đánh chén một bữa như thế nữa. Mình sẽ bảo là nhà lão Tuất không ngon bằng nhà lão Mùi. Này, thế bây giờ mày còn thèm ăn gì nữa không? Mưa gió thế này thì chỉ thích anh thịt to đấy. Bây giờ mà có miếng dồi chó. Này, mày muốn ăn thịt chó đúng không? Đi lấy mắm tôm rồi tính. Mình ơi, mưa rồi. Mình ơi, tôi thu hết quần áo vào đây rồi mình ơi. Đúng là chồng của em thông minh thế. Người ta nói là đến thằng Độ còn thông minh nữa là mình nhở. Này nhá, tôi đang nấu cơm ở dưới bếp ấy. Tôi thấy cái luồng gió lạnh nó chạy qua cổ tôi này nhá. Thế là tôi nghĩ một lúc, tôi quyết định luôn. Tôi bảo là sắp mưa rồi, tôi lao nhanh như một con gió ra ngoài. Tôi thu quần áo vào. Đấy, mình thấy chưa? Nhân bảo như thần bảo mưa luôn. Đúng là chồng của em thông minh. Ôi thôi chết. Cái gì? Thế còn đóng xong. Chết rồi. Tôi chưa thu thóc rồi mình ơi. Ông này vừa mới khen là thông minh xong bây giờ lại. Ôi trời ơi, cái quê đâu? Quê đâu rồi? Quê đâu? Cái gì? Thu rồi. Thóc thu rồi. Mình ơi, này, tôi nói thật cho mình biết nhá. Cái đồ nhét vào mồm ấy, tôi còn thu trước là cái đồ mặc trên người ấy chứ. Người ấy làm tôi hết hồn. Mưa mát thế nhỉ. Này. Hả? Cái gì? Mưa to thế này, không biết bên nhà thầy có dột không nhỉ? Mà hôm qua mình đi thăm thầy, thầy đã hết ốm chưa? Thầy khỏi rồi, thầy đỡ rồi. Thầy khỏi ốm rồi à? Vâng. Mà này,
lần sau còn như thế nữa ấy là tôi đánh cho no đòn đấy. Đời thủa nhà ai, kể cả quần áo của thầy có ướt ấy thì cũng phải để im cho thầy mặc, chứ không được cởi quần áo của thầy ra như thế nhá. Nhớ rồi, nhớ rồi, nhớ rồi. Mình nhìn cái gì đấy? Mình ơi. Hả? Lúc nãy mưa. Vâng. Tôi chạy nhanh như một cơn gió. Tôi thu quần áo vào. Ừ. Nhưng tôi chỉ thu quần áo của tôi thôi. Còn quần áo của mình vẫn ở ngoài kia. Kìa kìa. Cái thằng chồng ngốc này. Ông chết với tôi. Ông này đứng lại đây. Dạ ơi. Dạ. Ai đây? Thầy đây. Ôi ơ. Đây. Thầy. Sao thầy. Sao mưa? Mưa gió này thầy không ở nhà đi ra đường làm cái gì? Ôi trời. Thầy lại ngã. Ôi trời. Lại ướt. Thầy ơi. Trời ơi, sao mưa gió không ở nhà mới lại đi ra đường làm gì để cho nó ngã mới ướt hả? Thì lúc ở nhà đi trời trong xanh, có mưa đâu. Nhưng đến giữa đường đùng một cái sấm chớp ùng ùng, thế là thầy chạy không kịp. Ui giời ơi, mà con nói thật với thầy nhá, con chưa thấy ai ở ngu như thầy đâu nhá. Cái thằng này. Con rể dám mắng thầy là ngu nhá. Khi mà thầy đi ra đường ấy, nếu thấy trời mưa thì phải biết chui vào cái cây nào đấy mà nấp, chờ khi hết mưa rồi hãng đi. Các cụ đã nói rồi, mà đi lúc trời mưa thì là trời mưa tránh trắng, trời nắng tránh đen. Mắt phải nhìn xuống đường, đây mắt lại cứ để lên trên trán này, xong rồi trượt xuống ao người ta, xong này thế thì không còn là ngốc thì là khôn. Ôi à. Trời ơi, trời cao đất dày ơi, đời thỏa nào cái thằng rể nó chửi bố vợ nó là ngốc. Nè, mà tôi nói thật cho anh biết nhé, còn lâu mới ngốc nhé. Tôi mà ngốc á thì làm gì có cá mà ăn mình. Phải công nhận là thầy không ngốc thật. Lần nào trượt xuống ao cũng có cá để ăn. Đúng. Úi dồi ôi, khổ thân. Này, ướt hết rồi. Ướt hết rồi. Đi xem nào. Anh làm cái gì đấy? Thì nhòm xem là ướt đến đâu. Hóa ra là ướt từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Này. Tôi biết tổng cái điều anh muốn nói rồi nhá. Này, tôi không phải như giống lần trước đâu nhá. Mà tôi trượt xuống ao nhà anh lột trần tôi ra nhá. Lần này thì... Thầy yên tâm, vợ con dặn kỹ con rồi. Lần này con không lột quần áo của thầy đâu. Mà vẫn khô. Ôi giời ơi. Ok ông này. Muộn như thế này rồi không vào ngủ đi. Làm cái gì này? Thì mình đã về rồi. Thì tôi đang quạt. Sao lại quạt cái gì? Thì quạt để cho quần áo nó khô. Thôi, bây giờ mình cứ vào ngủ đi. Cái quần áo ướt của tôi thì mai nắng kiểu gì chả khô. Không phải quần áo của mình. Chứ của ai? Của thầy. Hả? Sao lại là thầy? Thế mình không nhớ là mình dặn tôi cái gì à? Tôi dặn cái gì? Chiều nay mình chả dặn tôi kỹ là nếu thầy sang đi chơi mà quần áo của thầy ướt thì không được cởi quần áo của thầy ra, mà phải để thầy mặc nguyên, rồi nó sẽ khô. Xong rồi như thế nào? Thì đấy, tôi đang quạt để cho nó khô đây. Chưa hiểu. Thì thầy đây này. Ôi thầy ơi. Ôi giời, thầy ơi. Ông này, sao ông lại treo thầy tôi lên rồi còn bịt rẻ vào mồm thầy như thế hả? Ôi, thì thầy đi sang nhà mình chơi, bị ngã xuống ao, ướt hết cả. Thế mình chả dặn tôi là gì? Nếu như thầy sang chơi, quần áo bị ướt thì không được lột quần áo của thầy ra, phải để thầy mặc nguyên mà vẫn khô nó còn gì. Cho nên tôi phải treo thầy lên như ý của mình. Thầy vẫn mặc quần áo và tôi quạt, quần áo sắp khô rồi. Một tí đấy là khô thôi, chờ tí. Ôi giời ơi, cái đồ ngu này nữa. Sao tôi lại lấy phải cái thằng chồng ngu như thế này nhờ, lại treo thầy tôi lên như thế này. Quen rồi. Này, ông đứa, chỗ chi. Ôi giời ơi. Ông ấy, ông đúng là cái đồ sợ vợ.
Ông để vợ nó đánh mặt ông thâm tím đây này thế. Thế mặt ông làm sao mà cũng tím đấy? Vợ đánh. Buông ơi. Tôi nói với ông nghe này, rất là kỳ lạ là tôi tên là Vững, nhưng mà không hiểu làm sao cứ uống rượu mà đi nó lại đảo. Còn tôi tên là Chắc mà cứ uống vào một phát là nó lại lỏng. Uống vì cái lỏng ấy đâu. Huynh đệ. Mà đố ông á, trên đời này cái gì bẩn nhất? Quá dễ. Tôi nói ông nghe này, ông trả lời đi. Tôi đang đố ông bảo tôi trả lời. Tôi bắt buộc phải trả lời đúng không? Đúng. Có luôn này. Cái gì bẩn nhất đúng không? Đúng. Đàn bà. Đàn bà sao bẩn nhất được? Không phục đúng không? Đương nhiên. Từ bé đến giờ ông đã nhìn thấy đàn bà tắm bao giờ chưa? Tôi chưa. Chứng tỏ đàn bà rất bẩn. Thế còn ông nhìn thấy đàn bà tắm chưa? Tôi cũng chưa. Chứng tỏ đàn bà kém tắm. Mà lại kém tắm như thế mà sao anh em mình cứ muốn rúc vào nhỉ? Cẩn thận ý, về lại nhờ tử. Này này này, thâm mũi rồi không cẩn thận lại thâm nốt cả hai bên má nữa đấy. Thôi uống đi. Mà này, anh em mình ấy là phải phục cái lão Tèo. Không bao giờ bị vợ đánh. Vợ lão đến chửi lão còn chả dám nữa, nói gì đến chuyện đánh. Lão ấy rất là oai hùng nha. Ô, bác Tèo. Vừa mới nhắc bác rồi, bác ấy là biết rồi. Ông rõ đây. Anh em bọn em đang bảo là phục bác. Em mời bác. Dạ. Thế hai chú bị vợ nó đánh cho nó dập mặt dập mũi như thế kia mà vẫn không sợ à? Em nói bác nghe này, bọn em tủi thân quá ra đây ngồi tâm sự. Tâm sự lại uống rượu tiếp. Thì buồn. Về lại vẫn cứ phải chấp nhận ăn đòn. Mà sao bác cứ phải che quạt ở mặt làm gì? Thì uống đi rồi nói. Mà uống thì phải bỏ quạt xuống mới uống được chứ. Ôi! Ủa, này, mặt bác làm sao ấy? Này này, mặt bác làm sao mà cũng thâm tín như vậy? Thằng nào đánh bác bảo em để em nhừ đòn với nó luôn. Ông ấy để tôi, thằng nào đánh bác để em ra em đánh nó dập mặt dập mũi luôn. Thằng nào? Nó vẫn ở nhà. Ủa, thằng này ghê thật đấy, đánh bác Tèo xong còn chờ ở nhà về quánh tiếp à? Nó là thằng nào mà to gan đấy? Nó là thằng vợ. Vợ bác đánh bác. Chứ còn gì nữa? Sao thấy cả cái làng này ai cũng đồn là bác là oai hùng lắm cơ mà. Nói có người nghe mà đe có người sợ cơ mà. Đúng. Làm sao mà vợ bác lại dám đánh bác? Bác chỉ đe lúc nó sợ vì nó sai. Bây giờ nó phải rồi thì củ cải phải nghe chứ. Thế hóa ra là cái củ cải một phát vào mồm luôn à? Vào cả mắt đấy này. Không được rồi. Anh em mình cứ uống đi. Uống say rồi để nghĩ cách để cho vợ nó không đánh mình nữa. Đúng rồi. Uống. Uống trận rượu này xong anh em mình phải khởi nghĩa. Mà này, bấy lâu nay anh em mình uống là nó chưa say hẳn. Cho nên vẫn còn tỉnh táo nghe vợ nó quát tháo để mình cãi. Nào, bây giờ mình uống thật say đi. Say bét nhè đi không biết cái gì nữa nhá. Vậy mình không nhận ra con vợ mình là ai, coi nó là kẻ thù. Thế là mình cũng cứ tẩn cho nó thật lực. Không được đâu bác ơi. Bình thường ấy, em tỉnh ấy, em nhìn vợ em là có một vợ thôi. Nhưng mà khi mà em mà say lên ấy, tự nhiên là em nhìn thành em có hai ba vợ. Lúc đấy thì em còn hồn vía đâu nữa mà đánh mới chả đấm. Một con mà đã sợ rồi, bây giờ lại ba cái con sư tử ấy thì nhìn khiếp quá nhỉ. Thế. Mà tôi đúng là cứ lúc nào say quá tôi cũng lại hay cãi. Cãi làm gì mà chán đòn. Thì không cãi nữa. Không cãi làm sao được. Trong khi đó thì mình đã say đâu mà nó cứ bảo mình là thằng say rượu. Mà mình chỉ là lơ mơ thôi. Làm gì mà mình chả cãi. Có cái rồi. Rót rượu đi.
Có cái này là không bao giờ bị ức chế vì con vợ nó nói. Nó mắng. Đây ạ. Đây. Ê, vợ nói gì cũng cũng gặt là xong, không bao giờ bị ức chế. À, à. Nghe thấy gì không? Đồ ngu. Nhìn cái mặt thấy ghét. Này, này. Đồ tèo hèn hạ. Ơ, ui, bác nghe thấy à? Mày bảo ai hèn hạ đấy? Làm sao bác nghe thấy? Không nghe thấy nhưng mà cái mồm mày mở thành chữ hèn hạ. Thôi, thôi. Bác thế cách của em hay không? Cứ thế mà làm. Uống. Uống. Ôi, về rồi. Về. Từ từ đã. Tay hôm nay ai trả? Chiều. Tôi thấy đất trời đã cuồng điên. Mình cảm thấy đầu như là cắm xuống đất, hai chân chổng ngược lên rồi. Giơ tay lên tận cõi non bồng, chúc hai đứa mần tím mộng đào quyên. Này, ai cho nằm? Giới luôn. Ai cho nằm mà nằm? Này, đứng im lại. Đứng im ở đây. Hôm qua say rượu về đã đánh cho tím mắt như thế này mà vẫn không chừa phải không? À, lại có thích cột nhà đúng không? À, này, hôm nay ông lại đi uống nhiều rượu đúng không? Thế uống rượu có gái không? À, có gái à? Quay một vòng, quay một vòng, chồng cái đi ra đây. Chết con gái nha. Này, 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 này. Đi uống rượu này. Này thì cơn nhà này. Này thì cơn gái này. Chồng nghe lời này. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, mình đánh tôi đau quá. Ôi trời ơi. Đã thông tai chưa? Thông rồi. Thế cái gì đây? Hả? Có phải ông mịt tai lại để không phải nghe tôi chửi đúng không? Hả? À thì tai à? Không, không phải, đấy là do anh nghe lời hai thằng kia nó xui dại. Ôi trời ơi, não quá.